Ly kem thuyền Alaska Banana Split Tea P00116 350ml chính hãng Ocean Thái Lan. Đây là ly kem dạng đĩa thủy tinh, dáng thuyền, thích hợp đựng kem tươi, hoa quả dầm đẹp mắt và tiện lợi. Thông tin sản phẩm, dung tích 350ml, đường kính miệng 242mm, đường kính chân ly 99mm, đường kính lớn nhất 242mm, chiều cao 40,5mm, trọng lượng cốc 290g, kiểu miệng bo, xuất xứ Ocean Thái Lan. Liên hệ ngay hotline 0827490333 để nhận được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.